Chào anh em và các bạn đến với kênh Dũng miền Tây của mình nha. Rồi, chết cha rồi. Lúc rồi. Dớt luôn. Rồi, bị thất thủ rồi anh em ơi. Tới công chuyện. Này cái này cũng khá nặng nghe anh em. Có lúng không? Chết cha rồi, cái chầm lẻ lại luôn anh em ơi. Sập từng mương rồi anh em ơi. Lạc tay lái. Chạy trên không chạy, chạy xuống đường mương thì sai. Lúc này thì cây 100 lại để giải cứu anh em ơi, không biết là kéo đầu hay kéo đít ha. Như vậy là đúng nè anh em, sạc đường mương nè. Rồi, thằng móc đồ nghề đó, chuẩn bị giải cứu em máy này coi. Rồi, chuẩn bị giải cứu anh em ơi. Dứt. Sạc xuống đường mương nè. Nước lũ chạy vào. Đây mới vừa bị sạc xuống đường mương nè anh em ơi. Mới vừa lấy lại lên ha. Tài này chạy dữ lắm, lướt quá. Lướt qua đời nhau. Té mương luôn. Rồi tiếp tục như vậy thì lụm nở anh em ơi. Giá nào phải cắt không cắt thì nào có trả tiền ha. Sạc đường mương. Cái chạy giờ nãy thì không ổn rồi. Có chỗ này nè. Lúc này tài xế chơi chiêu rồi anh em ơi. Vô rồi. Quá đã. Mồi bén nha. Bia về chưa? Nó. Cái này lướt ta thấy ham không anh em nè. Lúc này thì hai cây đang lướt còn mấy dòng nữa rồi anh em ơi. Này thì sẽ kéo ra để hỗ trợ kéo cái 100 lên anh em ơi. Đây đang lướt ra để hỗ trợ kéo cái 100 lên.
hiện tại nằm bất động luôn nè. Thấy gì chứ, xe kéo này giật cũng chưa chắc gì là lên nha anh em, nặng lắm luôn á. Rồi lúc này thì xe kéo đang móc đồ nghề ra nha anh em. Đây, đang móc đồ nghề ra chuẩn bị giải cứu em 100 này ha. Rồi bọn em trong đó cũng muốn lầy nữa kìa. Giật. Không thành công, không thành công. Chết cha rồi. Còn em ấy trong đây nè anh em. Nó đang sắn gà sắn vô kìa. Chết cha, cắm đầu luôn rồi. Rồi cắm đầu luôn rồi. Chết rồi kìa. Rồi mất lại 2-3 chiếc lượng luôn rồi. Hắn ta đang lầy luôn rồi anh em. Cái này thì đang hai cây dính lại hết luôn rồi. Rồi hiện tại sẽ kéo lại giải cứu rồi anh em ơi. Rồi tiếp tục. Xe có lúa gịch mới nói. Ôi dồi, hết hồn không. Ôi cho. Rồi rồi xe kéo lúng luôn kìa. Ôi dồi vượt qua luôn. Rồi. Đường có lầy hay không? Tiếp tục vô để tham gia cuộc mạo hiểm nè. Nó xanh mặt luôn á tài xế ơi. Thấy vậy á, cái chỗ này là cái chỗ cái đường mương lấp nè anh em. Đây nè, nãy lầy hết một đường luôn nè. Nãy giờ thì cắt ở trên gò, lúc này thì xuống cái lung nghe anh em. Ừ, xuống cái lung nè. Trời ơi, trời dữ dằn à. Cây đảng cũng lầy nữa kìa anh em. Chết. Tiếp tục sắn vô rồi rút ra nè em ơi. Trên chạy. Ê, rồi. Đất này cái đường mương lấp nè. Quá nguy hiểm. Cái chim lẻ kia trong đó lúng rỗng rồi. Hiện tại xe kéo đang chuẩn bị giải cứu xe công giật không nổi đâu, xe công giật không lên. Đâm vô rồi giật ra chứ để hồi là lúc luôn. Cái kia mới vừa giải cứu xong rồi. Cái này là cái đường mương lắp bơm sình non ở dưới sông lên nè. Đường mương này hồi đó để làm khai nước, cuối cùng bây giờ lắp lại để trồng lúa luôn nè.
chạy thẳng không có được đâu anh em ơi. Cái kiểu này gì thua luôn. Rồi rồi rồi, cái kia sao rồi? Sẵn vô. Ừ. Cắm đầu anh em ơi, cắm đầu anh. Rồi xong luôn. Quá tệ. Xe kéo thì đang tiếp tục dễ cứu rồi nè. Rồi dứt. Xe kéo hiện tại ở ngoài sau nghe anh em. Ôi. Rồi lúc luôn rồi. Bỏ tay. Lúc quen keo luôn nè mày. Mới giờ lấy lên nè, bây giờ thì cây này mất lầy nữa nè anh em. Hiện tại lúc này thì xe kéo đang dê vô để giải cứu rồi nè mà. Lầy quá trời luôn. Rồi hớp luôn. Lầy thì chơi theo lầy. Đây. Trời. Lúc này thì một cây lầy, một cây thì cắt nè nè. Hai chiếc lầy chắc. Rồi cắm đầu luôn rồi. Hai cây cắm đầu luôn rồi. Ủa hai cây đã cắm đầu luôn. Cửa ly không xa, kế bên luôn nha anh em. Hai cây lầy hết luôn nè. Rồi mới vừa giải cứu lên cây. Chết cha rồi, lầy hoài chạy. Mới vừa lên cây, còn cây chuẩn bị xe kéo lại để giải cứu nữa anh em ơi. Xe kéo thì nãy giờ toàn là đi giải cứu kéo lầy không à. Bây giờ này không có kéo lúa gì hết. Nè, này cỡ này nè, cắm đầu gì đó. Rồi, đang lấy đồ nghề đây nè. Rồi, em máy đã dè ra rồi anh em ơi. Để sẽ kéo giải cứu. Dứt. Xe kéo đó là ECU 93, xe kéo nó mạnh dữ dằn. Rồi lúc này thì đội hình máy cắt đang về rồi anh em ơi. Mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình á, mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em. Còn mấy cục đó bỏ lại luôn à.